lên đến đây để hoàn thành mà các em rất là vui. Và cũng mong rằng là hàng năm thì lớp tổ chức thì cũng sẽ được giữ các cái buổi tiếp theo như này với lớp. Và cũng có một cái ý kiến nhỏ là cái Facebook của lớp ấy thì nhờ em nên là ép cô vào cái không để cô cứ ở ngoài nhìn các em nói chuyện thôi. Xin nhắc mấy lần như mình, như bạn Hải là không muốn chắc là đến đây không sao. Em là phải đợi cô hôm nay cô đến các bạn ở đây rồi sau hôm nay sẽ em thế là được đồng ý rồi đúng không? Vâng. Tiếp theo thứ hai là chúng ta xin cảm ơn các thầy cô thì đạo thầy Khởi cô Hà đã rất nhiệt tình trong cái quá trình lớp chúng ta học tập tại trường, và sau đó thì những năm sau cũng rất nhiệt tình và mong rằng các thầy cô cũng sẽ nhiệt tình các năm tiếp theo để mà có hàng năm thì chỉ có một năm là
mình. Thì vậy là các bạn nổ bạn Nga. Đấy, đề nghị mọi người cho bạn Nga một tràng vào tay ạ. Bye bye. Tiếp theo xin mời bạn Hương, ba của tổng giám đốc Kho. Quả lép hay không? Cổ vũ mạnh lên nào. Cổ vũ mạnh cho thầy cô nào. Các bạn hứa lên nào. Cổ vũ lên nào. Rồi. Chẹp càng lắm. Chẹp càng lắm. Ôi chê. Lên nào. Lên nào. Alo. Thank you.